Thế còn nó bụng break time ăn cơm không? Muốn ngồi nói chuyện. Đấy, qua đó. Đừng chỉ sợ mấy con ngồi mỗi lưng thôi. Sư phụ kể chuyện trên trời đi sư phụ. Chuyện mà sư phụ không có nói được ở ngoài á. À, ngăn về nó phải edit nhiều lắm. Có khúc mà nó hiểu ý cái lộ, có khúc nào nó cho ra đúng rồi nhắc lại. Giống như khúc ngàn hoa mình, có những khúc mà mình nói thật có phong rồi đó, mình cũng nên nhắc qua. Tại vì hai người hai chiến lược, mình chỉ hợp với ổng có một cái là bây giờ thôi, mình đâu biết ngày mai ổng như thế nè. Còn mời cho hụ là có cái này, có cái hãng, có cái nhà, có cái biệt mi sao, ai nắm đầu cho hụ cũng dễ ợp. Còn kia đổi tên channel là đâu khó, nên mình có 1 tỷ thứ mình mất cái thân, cho nên ngăn ngăn mấy bạn chị ở Việt Nam mấy ông bự á, buổi sáng ăn cơm, buổi tối kêu con kêu đệ tử đến cộng á, còn biết không? Vậy đó chúng mà. Sư phụ cho hỏi là cái vấn đề giữa đời với đạo, với đạo Thiên Tâm mình, thì con hiểu là mỗi ngày là đạo thì con phải ngồi thiền và phải lại sám hối, và con cũng đang cố gắng để hoàn thành được 12 giới luật của Thiên Tâm đạo. Đó là mà về đường đạo, nhưng mà cái đường đời thì hiện tại con là vẫn còn con nhỏ, thì con vẫn là cái người handle chính cái chi phí trong gia đình, thì con vẫn phải làm việc. Thì khi mà con làm việc là con rất là muốn làm tốt nhất, có nghĩa là con ví dụ một ngày mà con làm không xong là buổi tối đó là con phải ráng làm cho xong, hoặc là buổi tối con ngủ không yên hay vậy, có nghĩa là con rất là, con không hiểu như vậy có phải là chấp. Sư phụ hướng dẫn cho con, có phải là khi mà làm một cái việc gì đó tốt thì có phải là bị chấp không sư phụ? Con hỏi đây hỏi tiếp. Dạ, thì cái câu hỏi của con là cái này hoạt động khác, cái này hoạt động khác, còn cái gì nói? Câu hỏi của con là hoạt động khác. về cái đường đời là mình phải làm cho tốt, mà công việc mình phải hoàn thành cho tốt, thì con rất là chấp, có nghĩa là con không biết có phải là chấp hay không, nhưng là sư phụ giảng dạy cho đó cho con, nghĩa là con có khi mà muốn làm tốt nhất để hoàn thành cái công việc của mình. Rồi, cái tâm con lúc nào cũng muốn làm vậy, nên có phải là chấp không? Hiểu ý. Trước tiên sư phụ hỏi con này, không nhận con làm đệ tử ngang qua phải không? Dạ. Ok, tiếp trước bài quang mình không nhận đúng không? Dạ. Bây giờ con tới đây 2-3 lần là con vì Thiên Tâm, vì Thiên Tấn Kiệt, vì Thượng Đế với Phật Mẫu, hay là vì cái gì? Dạ, vì Thiên Tâm, vì Thượng Đế, vì Phật Mẫu, vì cha mẹ. Còn và, không có thật lòng với sư phụ rồi. Để sư phụ nói nghe. Dạ. Chúng là con phải nói yes nghe. Dạ. Con vì vợ của con, đúng không? Yes and no, con không được nói ra láo. Yes hay no? Dạ, có yes lẫn no. Sư phụ đọc được cái tâm của con. Đúng là cái đệ tử này có sứ mệnh với sư phụ. Con á theo vợ để giữ hạnh phúc, con hiểu không? Dạ, thì yes. Là cũng là tốt. Cho nên con hôm nay được mang họ thiên, được về trời, là con phải cảm ơn con vợ con. Mà sư phụ mà không độ con bữa nay á, con về á, vợ con bỏ con á. Sư phụ nhìn thấy mà hôm nay là chúc mừng cặp đôi này á. Thường thường á, một người vợ theo sư phụ họ thiên, thằng bồ hay thằng chồng
trong vòng không bao lâu nó sẽ có nhiều chuyện lắm. Trừ khi con quá yêu vợ con và quá có trách nhiệm thì những cái đó nó đi chung với nhãi giờ con nói. Thì nhờ cái gọi là tinh trong cái bát chánh đạo đó là chánh tinh tấn là con có, thì cái đó con đang giữ hạnh phúc. Khi con mang hội thiên rồi, con phải không có làm cho cha mẹ cha trời mẹ đất mất mặt, không có làm cho Phật Di Lặc mất mặt, thì con phải keep up giữ giới, không cần biết lý do gì, sư phụ độ, cha mẹ độ, hay là chư thiên độ, hay là vợ độ. Hôm nay mang hội thiên thì là mình một mình tự đốt đuốc đi. Còn cái phần đời là con đã giữ được hạnh phúc, đó là một cái món quà vô giá. Mà con vô tình hay cố ý hay sợ vợ thì là trời ban cho con đó, gán giữ nghe con. Chứ con nãy con nói con gì vợ là đúng. Trời ơi, không ai gạt được sư phụ mà con gạt làm gì. Nhưng... sư phụ nói rồi sư phụ, bà kia sư phụ nói rồi mà. À. Cho nên là bữa hổm á, nó bay qua bay về, sư phụ lơ, không làm nói chuyện luôn. Đứa nào gì cha gì mẹ sư phụ biết, đứa nào gì sư phụ cũng biết luôn. Nhưng mà vì cả hai thì càng tốt. Đây cha mẹ là đứng ở bờ trên lo cho mình khi những lúc sư phụ không có ở gần. Những đứa đệ tử ở gần sư phụ, đứa nào bị trượt, bị ma, bị depressed, sư phụ dùng tay chữa bệnh được, gần sư phụ có điển quang ở sư phụ chữa bệnh được. Thì cái nào cũng có lợi hết. Còn hôm nay con ngồi đây á, là ngồi gần vợ con độ con, có điển với sư phụ, có điển với cha mẹ, chứ tiếng mê độ. Thì những cái công việc khó khăn trong đời đó là chuyện nhỏ, con còn trẻ mà lo gì. Cái quan trọng á là gán giữ hạnh phúc, mỗi lần có lục đục á thì hai vợ chồng đều là họ thiên hết. Bây giờ một đứa họ thiên thì có thể bị chia tay, hai đứa họ thiên lên về trên trời ai giải xử, cha xử á. Đã mang họ thiên rồi mà dưới chàng còn lục đục nó chi về chảnh. Ở đây có một cái đứa đệ tử rất yêu với người yêu nó mười mấy năm. Kể ba nó ngó đứa nào rồi. Hôm nay kể là không ai hiểu đâu. Người nào người đó hiểu. Cái người nào đó hiểu. Cái giao hộ xin than nhãn nhiều lắm tại muốn cưới rồi nữa không. Mà cứ chặt là tội nghiệp sư phụ đệ tử mà nó không mất đạo, tại lấy chồng lấy vợ là đâu có tu được con. Nửa tiếng hồn mà tiền nè, nửa tiếng hồn cho con bú. Hay là 4 tiếng hồn lo nấu ăn, hay là 4 tiếng hồn đọc kinh, hay là ngồi chi cứu kinh điển trên điện thoại online, cái nào quan trọng hơn. Tại vì mục đích của mình là sẵn ngay trí tuệ. Còn nấu cơm cho chồng ăn, giặt đồ chồng ăn, cho con bú sữa, đi chở lòng đi bác sĩ, nó đâu có sanh cái trí tuệ gì đâu. Cái nào quan trọng thì cái thời gian của thọ của mình thì mình con nhân con tính đi. Cái đứa tử này hữu với sinh cũng nhiều lần này. Mấy vị cho một cái option không có tương lai, một option duy nhất là phải thuyết phục cái người bồ đó mang họ thiên gần sư phụ quả mai nha, chứ không phải là forever. Chứ không có guarantee forever, thì lúc đó có thể là cái duyên nó lâu dài hơn. Có cho nên bữa nay sư phụ làm thêm cái job gọi là coi tương lai của đệ tử và giữ hạnh phúc của đệ tử, thấy không, để khỏi mất thì giờ con. Nhưng đệ tử này nè, với đệ tử nè cũng xém mấy lần á, nhờ sư phụ kéo lại. Giờ hai đứa họ thiên nhà hạnh phúc quá, thấy không, ở đây nhiều cặp lắm. Cặp nào nữa ta? Hả, nhiều cặp. À, cặp đó nữa, cặp đó nữa kìa. Rồi giờ ông ngồi sao đó nữa kìa, nhiều lắm. Tại vì cha mẹ mình muốn mình xuống thế gian, mình khác hơn những đứa Phật tử, là mình phải có đời và có đạo, phải đi song hành. Mình phải hạnh phúc, mình phải vui vẻ, mình phải giàu có. Còn bên Phật tử giữ Bồ Tát giới là có nhiều. Con có 3 cái điện thoại, cái thứ tư người ta xin là phải cho đó. Và cha mẹ cho mình khác để mình thử thách cái lòng của mình, coi có tầm phát sao không, có đi bố thí không. Cho nên bên mình đó là lợi hết. Mà mình 12 giới luật mà giữ đúng, giống như con nói, con giữ được 12 giới là con siêu rồi. Hiện giờ sư phụ bảo đảm trong các con không có giữ được hết. Chỉ có một người ở đây giữ được, đó là sư phụ thôi. Tại cái giới mà sư phụ biết mấy con giữ không được đó là không sợ già,
không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Nó còn chưa có đạt được cái đó. Con sợ chết, sư phụ ơi. Ồ, vậy là được đệ tử là hai người. Ồ, ba người. Hay ta. Đây, ở đó nữa hả? Tại vì mấy đứa đệ tử nói anh lên online á, cái mạo diện của anh quan trọng lắm, người ta thương anh phải chải tóc, anh phải nhuộm đồ lên đó đen đồ, rồi đi làm thẩm mỹ chút cho đừng có wrinkle đồ, không? Ủa, nếu tôi làm gì tôi phạm giới sao? Mà trên cũng quan trọng là cái sức khỏe mình thôi, tại cái bề ngoài đâu có nhầm gì đâu. Cái giờ như một thuốc lợi cũng đẹp. Đẹp hơn Hải nữa. Con không có giữ được 12 giới, con đừng nói con giữ 12 giới. Con chỉ cần làm được cái giới số 1 thôi. Còn cái giới số 12 là đọc kinh ngồi thiền á, con từ từ. Cái giới số 1 là con làm được là thụ mừng rồi. Cái 1 là nhân lợi nghĩa chí tính.